Hello mọi người, cây Asino Super Dao nha, cái dòng quen RV nè, mới về nha mọi người. Thì hôm nay sẽ làm cái clip ngắn test cho mọi người xem cái độ chịu tải của cần nha. Mẫu này thì cần chúng ta là 3m2, đọt 4 ly, bu 16 luôn nha mọi người. Khoen là khoen RV, chân khoen vàng, sứ là sứ xít nha. Mọi người nhìn cái dàn khoen là đã ăn tiền rồi nha mọi người. Đây nè, sứ sứ xít khoen RV, chân vàng, nhìn cực kỳ đẹp luôn nha. Mẫu cần chúng ta là cái cán là cán mút Eva, cán liền nha. Đó, cán liền cho mọi người cái độ dài nè, từ đây lên 2 4 50 nha, từ ở dưới gốc lên đến cái bát máy là 50. Bát là Fuji tem vàng luôn. Cái phôi này dạng như phôi 3 lớp nha. Cái caro nhìn rất là đẹp luôn. Đó rồi, ok. Bây giờ sẽ kéo cho người xem cái độ cong của cần này, độ chịu tải của cần. Thì chiều dài cần là 3m2 nha mọi người. Đây 3m2. Thông số tải là từ 1 kg tới 1,5 kg. Mọi người quan xa, nếu mà hồ nhỏ quan gần thì nó hơn 1,5 kg nha mọi người, tầm 2 kg vẫn được với mẫu này. Còn thông số tải của nó là BR8 khoảng 110 lb đó, thì khoảng 40 mấy kg, cực kỳ cao nha. Rồi bây giờ anh sẽ lắp vào test thử cho mọi người xem nha. Cần là dạng cắm gốc nha mọi người, đây là cái ngọn nè. Đó, ngọn cắm vào gốc. Khoen là khoen RV, khoen đầu và khoen kế là sắp được nha cả nhà. Ở đây nè, có đoạn dây sẵn nha, cột vào bây giờ kéo cho mình xem thôi. Cần này 3m2 cho người đi câu hồ quăng thoải mái nha. Hôm nào sẽ ra hồ test lại cho mình xem. Còn bây giờ cho mình xem cái độ cong của cần nha. Chứ mà cần rất là khỏe mọi người. Cọc 4 ly vô 16 thì trên cái khoen RV vàng cực kỳ đẹp nha. Giá thì cực kỳ hữu nghị cho mọi người luôn nha. Rồi chuẩn bị lên nha. Đây hơi hẹp nha mọi người. Nặng nha mọi người. Lên hơi mệt á. Đây. Này. Ui. Ui. Có cái tay mọi người. Kỳ nặng luôn. Đó. Rồi, cần lại cho mọi người xem nha. Đây mọi người. Nó lên cần rồi kìa. Đó, mẫu cần chúng ta nè. Đó, rồi ok. Cần đây. Để pin đã xuống nha. Đó, cần chúng ta đang là 00 nha. Bình nước vừa kéo xong nha mọi người. Bình này thì không có đổ thêm nước cho được đâu. Đây. Rồi ok đây nè. 5, 6, 7 7 ký mấy, gần 8 ký nha mọi người. Đó. Chúng ta cần rất là khỏe luôn nha mọi người. À, mẫu này thì được cái là cái dàn khoen rất là đẹp luôn. Đây. Khoen RV, sứ là sứ Fuji Sheet phía trong nha mọi người. Mẫu cần Asino Super Dao. Hôm nay đóng hàng cho khách nè, mẫu này mới về. Có clip test lên, nói chung là tải cực kỳ cao nha mọi người. Thì mẫu này cũng không có xa lạ với mọi người nha. Sau hai lần nâng cấp nha. Lần đầu thì nó khoen thường, bát thường. Lần thứ hai là hồi năm rồi, nâng cấp lên cái bát Fuji và khoen Fuji. Năm nay là mẫu mới nhất của 2024 luôn nè. Nâng cấp lên là
bát máy, bát Fuji tem vàng và khoen RV xích nha. Và cái cán cải tiến lên là cái cán mút liền, không còn cái cán mút hở như trước kia nha. Nên lên cán mút Eva liền luôn. Đẹp nha mọi người. Và cái khoen cũng khá là đẹp đây. Khoen RV. Sứ là sứ Fuji Zip nha. Chân khoen vàng nè. Dòng này thì cho mọi người đi câu hồ dịch vụ, câu game, câu giải trí, câu thịt gì được hết nha. Đọt cần 4 ly nè. Đó, đọt 4 ly. Đầu bu 16 luôn nha mọi người, bu 16 cho mọi người ra dây cực kỳ mượt luôn. Khoen thì có 2 4 6 7 nha. 7 khoen và một cái đầu bu. Rồi thông số của cần thì cần chất liệu carbon 3 lớp nha, tải cực kỳ khỏe, nhất tỉnh lên 8 kg, khỏe nha mọi người. Bát là bát Fuji tem vàng nha. Đặc biệt cái cán là cán mút Eva liền. Đó, liền lạc nha mọi người. Từ ở kén lên khoảng 20, 40, 50 nha. 50 và phần trên này là khoảng 20, khoảng 25 nữa. Chung là cho mọi người xải tay dài ngắn gì cũng được hết nha. Nó tầm rạng tới đây, ai xải tay dài hơn chút nữa thì có thể chống lên đây. Lên tới đây là đang hơi dối nè. Nó tầm tới đây nó ok ha. Hãng cần là hãng Asino này. Asino. Tên cần là Super Dao. Thông số nha, cần thì carbon trắng caro 3 lớp. Cần dài 3m2. Tải của nó là BO8 khoảng 110 lb, khoảng 49 kg nha mọi người. Cực kỳ trâu với cái mẫu này luôn. Và thông số tải mồi là từ 1 kg tới 1 kg rưỡi là mọi người quăng xa nha. Còn mọi người quăng gần lại thì có 2 kg, 2 kg rưỡi vẫn tải. Nhất tỉnh 8 kg thì 2 kg, 2 kg rưỡi thì khỏe nha mọi người. Đặc biệt là cái mẫu này, cái dàn khoen. Đó, mọi người thấy đẹp cực kỳ luôn nha. Đó, khoen, mẫu khoen RV Xích nha. Sứ Xích này, của hãng Asino nha. Này cho mọi người đi đánh dây cực kỳ thông. Nói chung là cái mẫu giống như mẫu khoen cần dựng hồi xưa mọi người. Cái khớp nối thì dạng cắm gốc nha mọi người. Đó, cắm gốc thì lúc nào nó tải nó cũng cao hết nha. Thì cắm thì còn khoảng một lóng tay nha mọi người. Cần mới, mọi người không cắm sát được nha. Đó, rồi ok, về giá của cây này thì 1.650.000, bao phí vận chuyển toàn quốc cho mọi người luôn. Ngoài ra thì shop sẽ tặng kèm cho mọi người một cây chống V. Cây này cho mọi người đi câu sông hồ cũng được nha. Cái trên này mọi người có thể bẻ ra được nha. Cái dòng này nè, đó, mình muốn rộng thì cứ bẻ ra một chút, hẹp thì cứ bóp vào. Cái dòng này dạng nó có thể điều chỉnh được nha mọi người. Chung là câu sông của hồ, cho cần mà cái mút lớn, mút nhỏ cũng được hết nè. Cái này có cái nhược điểm là cái cạnh này hơi bén. Mọi người về thể lấy dũa, dũa cho nó hết bén rồi dùng ok nha mọi người. Đó rồi, hàng thì shop bỏ vào cái ống nhựa và tất cả những sản phẩm shop gửi đi đều cho xem hàng. Nên hàng đến thì mọi người khui ra kiểm tra nha. Kiểm tra hàng xong hãy thanh toán tiền nha. Đặc biệt là cái khoen sứ nha mọi người. Vì bên vận chuyển họ quăng hàng ghê lắm. Mọi người cứ kiểm tra kỹ cái khoen sứ giùm rạng. Ok rồi hãy trả tiền. Còn có vấn đề gì mọi người cứ alo rạng sẽ làm việc với vận chuyển nha. Rồi ok, mọi người yêu thích dòng này, alo shop rạng qua hai số điện thoại ở trên màn hình. Gọi số nào cũng được. Hoặc là lấy số qua Zalo nhắn tin nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người lúc sau.